Bí mật về Mạnh Bà, người quyền lực nhất âm phủ, 81 tuổi vẫn còn trinh trắng. Những người yêu nhau còn tin rằng qua cầu Nại Hà không uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm, để hẹn ước với nhau, để hứa với nhau một mối tình chung thủy. Vậy canh Mạnh Bà là gì? Và tại sao món ăn này lại gắn liền với chuyện tình yêu của mỗi người? Mạnh Bà, một nhân vật bí ẩn tưởng như không tồn tại, lại có thể xóa hết mọi khổ đau, giúp con người quên đi kiếp trước. Ít ai biết về câu chuyện thực sự phía sau người phụ nữ được cho là quyền lực nhất âm phủ này. Trong nhiều truyền thuyết Á Đông, Mạnh Bà là một nhân vật bí ẩn, có nhiệm vụ chế tạo và phân phát canh Mạnh Bà cho những linh hồn sắp được đầu thai. Canh Mạnh Bà là một loại canh kỳ diệu, có thể khiến người uống quên hết mọi chuyện trong kiếp trước, để bước vào một kiếp sống mới hoàn toàn. Theo cuốn Ngọc Linh Sao Truyện, Mạnh Nguyệt Nương, còn có tên gọi khác là Mạnh Bà, sống vào thời kỳ Tây Hán. Mạnh Nguyệt Nương vốn xuất thân khuê cát, từ nhỏ đã được học nhiều loại sách của Nho gia, tới khi lớn lên đã chuyên tâm niệm tụng các loại kinh Phật. Sinh thời Mạnh Bà đã sống như một người tu hành, ăn chay, không sát sanh, cư xử phải đạo. Chính vì vậy, đến năm 81 tuổi bà vẫn trông như một thiếu nữ và vẫn còn trinh trắng. Đời người đã gọi bà với tên gọi là Mạnh Bà A Nải. Suốt 49 năm tu luyện trong núi Võ Đang, làm huynh muội với một vị thần tinh tú của đạo gia là Chân Đại Đế, cuối cùng bà đã đắc đạo và thành tiên. Mạnh Bà được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ đảm bảo tất cả những linh hồn sắp được chuyển kiếp đầu thai sẽ được uống canh Mạnh Bà, để không còn nhớ rõ kiếp trước của mình như thế nào, cũng như những gì mình đã trải qua ở âm phủ, tránh việc con người vẫn sinh lòng sân si thù hận. Sau khi uống canh Mạnh Bà, linh hồn sẽ được phán xét vào cõi nào trong trời đất. Nếu dương gian là người tu tâm tích đức, sẽ được trở về trời hưởng phước lành. Nếu dương gian là người độc ác, tâm địa xấu xa, sẽ bị đọa đày khổ ải trước khi đầu thai. Còn người bình dị sẽ được luân hồi tùy vào nghiệp duyên mà thành người hay các loài chúng sanh khác. Canh Mạnh Bà là gì? Tương truyền bát canh của Mạnh Bà chính là những giọt nước mắt chảy trong cuộc đời con người. Mạnh Bà cất giữ chúng và nấu thành canh Mạnh Bà. Khi chết đi, linh hồn con người sẽ uống bát canh này để ngẫm về những chuyện dương gian, đồng thời quên đi tất cả cảm xúc kiếp này trước khi vào vòng luân hồi. Có tất cả 8 thứ nước mắt thể hiện cho nhân sinh con người trong canh Mạnh Bà. 1. Giọt lệ sống. 2. Khoản lệ già. 3. Phần lệ khổ. 4. Tất lệ hối tiếc. 5. Tất lệ tương tư. 6. Chén lệ bệnh tật. 7. Thước lệ biệt ly. 8. Giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người. Nếu dương gian là người lương thiện, uống canh Mạnh Bà sẽ được khỏe mạnh, thông minh, luân hồi là các bậc cao quý, giàu sang, vinh hiển. Nếu dương gian là người gian ác, uống canh Mạnh Bà sẽ tối tâm, yếu nhược, họ phải suy ngẫm về những điều đã làm, ăn năn hối lỗi mới được vào luân hồi.
Sở dĩ Mạnh Bà được mệnh danh là người quyền lực nhất âm phủ, bởi khi bà đắc đạo thành tiên, được thập điện Diêm Vương mời về cai quản tầng thứ 11 của địa ngục. Bà ở trong một đình nhỏ bên cầu Nại Hà. Bất kỳ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác đều phải uống món canh này, sau đó họ mới bắt đầu tiếp nhận vào lục đạo luân hồi, có thể chuyển sinh là thiên nhân, là người hoặc súc sinh. Khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà hỏi uống canh không? Nếu không uống thì không qua được cầu, không được đầu thai chuyển kiếp. Nhờ có bát canh đó mà chúng ta quên hết hỷ nộ, ái ố của cuộc đời từ kiếp trước, để bắt đầu lại một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng hề nhớ gì về những đời trước. Đó cũng là lý do những đứa trẻ có đôi mắt thơ ngây, trong sáng như thiên thần, vì trong tâm trí chúng hoàn toàn trống rỗng. Mạnh Bà than. Câu chuyện chặn đường sau cái chết và chém canh Mạnh Bà đúng sai, thật hư thế nào, không có ai có thể chứng minh. Nhưng nghìn đời nay, những người đã và đang yêu nhau vẫn tin như vậy. Và cũng vì lòng tin này mà họ lấy câu thề bồi: qua cầu Nại Hà, không uống canh Mạnh Bà, để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm, để hẹn ước với nhau, để hứa với nhau một mối tình chung thủy. Không chỉ lưu truyền trong dân gian, chén canh Mạnh Bà còn đi vào văn chương nghệ thuật. Tác giả Âu Dương Sảnh đã có truyện ngắn Mạnh Bà than, lấy được nước mắt của biết bao thế hệ người đọc. Chuyện kể rằng có người con gái chết tức tưởi vì tai nạn giao thông trước lễ cưới chỉ một tháng. Khi xuống âm phủ, cô được Mạnh Bà đưa cho chén canh bảo uống, nhưng cô không uống vì vẫn nhớ lời hẹn thề của người yêu. Đau xót thay, sau khi từ chối chén canh, cô tận mắt chứng kiến người yêu của mình đã vội quên lời thề, có nhân tình mới. Đau buồn, trở lại gặp Mạnh Bà lần nữa. Những tưởng cô sẽ uống chén canh để quên đi, nào ngờ cô cầm lấy bát canh, lòng bộn bề suy nghĩ. Rồi bỗng cô hất bát canh xuống sông Vong Xuyên và chạy vụt qua cầu Nại Hà. Đừng! Mạnh Bà kêu lên, nhưng đã quá muộn. Cô chạy lên chiếc cầu hình cầu vồng. Khi đến giữa cầu, bỗng cô trượt chân, ngã xuống sông Vong Xuyên. Cả người cô rơi xuống, nhưng đôi môi cô vẫn cười. Một giọt nước mắt trong suốt rơi trong không trung. Thân hình nhỏ bé của cô bị dòng nước sông đục ngầu nuốt trọn. Địa ngục nằm ở đâu? Phật giáo tin rằng những người tạo nghiệp ác sẽ chết trong địa ngục và chịu sự tra tấn trong một thời gian dài. Vậy chính xác thì địa ngục ở đâu? Theo kinh Tường A Hàm thì vị trí của địa ngục được cho là nằm tại giữa hai ngọn núi là Đại Kim Cương thứ nhất và Đại Kim Cương thứ hai. Tuy nhiên, trong luận thế A Tỳ Đàm thì chỉ nó thuộc phía nam của Thiện Bộ Châu, cụ thể địa ngục nằm ngoài núi Thiết Vi. Trong luận Đại Tỳ Bà Sa lại nêu rằng có cô địa ngục và biên địa ngục nằm ở khắp nơi. 18 tầng địa ngục trong Phật giáo gồm những gì? Có lẽ không chỉ các Phật tử theo Phật giáo mà đa phần mọi người đều quen thuộc với câu nói 18 tầng địa ngục. Đây là nơi hành hạ và trừng phạt những kẻ đã làm nhiều điều ác trên đời. Sau đây
chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các tầng địa ngục này. Tầng 1, Bạc Thiệt Địa Ngục. Tất cả những người sống gieo rắc bất hòa, vu khống và làm hại người khác, nói khoác, lý lẽ khéo léo, dối trá và lừa gạt, sau khi chết bị ném vào địa ngục rút lưỡi. Tiểu quỷ mở miệng người, dùng kìm sắt kẹp lưỡi kéo ra, không phải là rút ra ngay mà là kéo căng ra từ từ. Tầng 2, Tiễn Đao Địa Ngục. Ở cõi đời, đàn bà chẳng may có chồng chết sớm sẽ là quá phụ. Nếu người nào xúi dục nàng tái giá hoặc làm mai mối cho nàng, thì sau khi chết, người đó sẽ bị đọa vào đao địa ngục, 10 ngón tay sẽ bị cắt đứt. Tầng 3, Thiết Thụ Địa Ngục. Bất cứ ai chia rẽ huyết thống và xúi dục bất hòa giữa cha con, anh chị em và vợ chồng sẽ đi đến địa ngục thiết thụ sau khi chết. Trên cành cây có những con dao găm, người này sẽ bị những con dao đó đâm vào phía sau lưng. Tầng 4, Nghiệt Kính Địa Ngục. Nếu người nào phạm tội ở dương giới, tuy lúc này có thể nói để nhằm che giấu sự thật, nhưng khi chết xuống địa ngục sẽ bị gương ngục chiếu, mọi tội ác đó sẽ bị phơi bày. Sau đó họ bị gửi đến các địa ngục khác nhau để chịu khổ đau. Tầng 5, Chung Lưng Địa Ngục. Có hạng người hay nói xấu cha mẹ, bạn bè, tung tin đồn nhảm, vu khống, lăng mạ, mọi người thường gọi là ngồi lê đôi mách. Sau khi loại người này chết, sẽ bị ném vào địa ngục chung lưng và được đưa vào lồng kính để hấp lên. Không chỉ vậy, sau khi hấp, bị gió lạnh thổi qua, định hình lại cơ thể, sẽ đưa tiếp vào tầng Bạc Thiệt. Tầng 6, Đồng Trụ Địa Ngục. Những người khi còn sống cố tình phóng hỏa giết người để trả thù, hoặc nhằm mục đích hủy hoại chứng cứ phạm tội, sẽ bị đày xuống địa ngục trụ đồng sau khi chết. Những con quỷ ở đây sẽ lột quần áo và trói bắt người đó vào cột trụ bằng đồng, có đường kính 1 mét và cao 2 mét. Cột trụ được đốt đỏ lên bằng lửa than hoặc gió. Tầng 7, Đao Sơn Địa Ngục. Không chỉ giết người, những kẻ từng giết bò, ngựa, mèo, chó đều phải bị trị tội, bởi vì chúng cũng là sinh mệnh, có thể kiếp trước còn là người. Ai phạm tội này thì sau khi chết sẽ bị ném vào địa ngục Đao Sơn, bị lột trần truồng rồi treo lên núi Giao. Tùy theo mức độ tội nặng nhẹ mà có thể vĩnh viễn ở trong tầng ngục này. Tầng 8, Băng Sơn Địa Ngục. Tất cả những phụ nữ độc ác giết chồng, ngoại tình và phá thai một cách ác ý, sau khi chết sẽ bị ném vào địa ngục Băng Sơn. Người này sẽ phải khỏa thân trèo lên tảng băng trôi. Ngoài ra, đối với những người sống trên đời ham mê cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân, bất nghĩa, sẽ bị để trần trụi chui vào tảng băng chìm. Tầng 9, Dầu Oa Địa Ngục. Tầng này dành cho người gian dâm, trộm cướp, hiếp đáp, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, vu oan, vu khống người khác, ăn thịt động vật, âm mưu chiếm đoạt tài sản. Khi xuống đến đây sẽ bị quỷ sai ném vào chảo dầu nóng, bị lật đi lật lại. Tầng 10, Ngưu Khanh Địa Ngục. Đây là một tầng địa ngục trả thù cho gia súc, dành cho tất cả những người sống ngược đãi với gia súc. Họ bị ném xuống hố, vô số bò hút, sừng đè lên, móng vuốt dẫm lên, thân thể bốc cháy, thiêu thành tro. Tầng 11, Thạch Áp Địa Ngục.
bất kể kẻ nào từng sinh con nhưng lại hãm hại vứt bỏ vì bất kể lý do gì chăng nữa đều phải xuống tầng thạch áp này. Hình phạt dành cho những kẻ độc ác này là ném vào một cái hố lớn rồi bị hòn đá thả vào người đến khi thịt nát xương tan. Tầng 12, thung cửu địa ngục. Tầng địa ngục này tương đối kỳ quái, chính là khi một người còn sống mà lãng phí lương thực thì sau khi chết sẽ bị cho vào cối giả nát. Hơn nữa, nếu vừa ăn mà vừa nói tục, chửi thề, chửi bậy, nguyền rủa người khác thì tội sẽ càng nặng. Tầng 13, huyết trì địa ngục. Kẻ nào không tôn trọng người khác, không kính hiếu cha mẹ, sống không ngay thẳng, quanh co thì sau khi chết sẽ bị ném vào huyết trì địa ngục. Hình phạt cho những kẻ này là đẩy xuống biển máu tanh hôi, thêm vào đó là phải chịu đói khát tột cùng. Tầng 14, uổng tử địa ngục. Bạn phải biết rằng thật không dễ dàng để đến thế giới này với tư cách là một con người. Nó là cả một quá trình dài trong sự luân hồi. Nếu như không biết trân trọng mà tự sát thì sẽ chọc tức Diêm Vương. Người này không bao giờ trở lại làm người nữa mà bị giam cầm mãi mãi. Tầng 15, trách hình địa ngục. Những kẻ đào mộ, cướp mộ người khác sẽ bị đày đọa xuống địa ngục trách hình. Kẻ này phải chịu hình phạt vô cùng ghê rợn, đó là phanh thây, xẻ thịt thành nhiều mảnh. Tầng 16, hỏa sơn địa ngục. Sống mà hay trộm gà, trộm chó, đi cướp giật, hay những kẻ sống tham lam bị đọa đày xuống tầng địa ngục này. Người này bị thiêu sống trong ngọn núi lửa. Ngoài ra, tầng này còn dành cho các nhà sư, đạo sĩ phạm vào giới luật. Tầng 17, thạch ma địa ngục. Nơi đây dành cho những kẻ coi thường pháp luật, hiếp đáp người khác, những quan chức tham nhũng, hay các vị sư tu hành mà ăn thịt, kết cục là bị mài người thành tương. Sau khi định hình lại, cơ thể vẫn tiếp tục bị mài một lần nữa. Tầng 18, đao cư địa ngục. Tầng địa ngục cuối cùng dành cho những kẻ buôn bán người, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, hoặc lừa dối cấp trên, cấp dưới của mình. Khi chết đi, tiểu quỷ sẽ lột sạch quần áo, trói trên 4 chiếc cây cọc gỗ, rồi dùng cưa cưa từ đầu tới chân. Làm thế nào để không phải xuống địa ngục? Số phận của con người có phải chịu hình phạt rơi vào địa ngục hay không sẽ được quyết định vào lúc người đó chết đi. Sau 49 ngày ở thế giới bên kia, tất cả mọi người ngoại trừ các nhà sư đã được giác ngộ, nhận được một thân mới được gọi là thân trung ấm, để sử dụng trong khoảng thời gian giữa cái chết và sự tái sanh ở một trong 6 cảnh giới của cõi dục. Nếu tâm của bạn trong sạch, thánh thiện thì sẽ được tái sanh vào cõi trời hoặc về cõi tịnh độ của chư Phật. Vậy phải làm sao để không bị đày xuống địa ngục? Câu trả lời đó là Phật Pháp. Đây chính là ánh sáng dẫn lối cứu khổ cho chúng ta. Đức Phật là một bậc siêu việt, một người có lòng từ bi vô lượng. Vì vậy, Ngài chỉ rõ phương pháp mà những kẻ tạo ra nhiều nghiệp ác có thể đảo ngược nghiệp lực của họ, quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không say sưa, là bước đầu tiên trong việc tu tập đoạn trừ tội lỗi. Vì lý do đơn giản là nếu tuân theo 5 quy tắc này, chúng ta sẽ ít có khả năng đi lạc vào con đường tạo nghiệp chướng hơn. Ngoài ra,
đối với tạo nghiệp ác nặng thì cần phải tinh tấn tu tập, phát tâm Bồ Đề và hộ trì Tam Bảo. Để chứng minh cho điều này, bạn có thể xem phẩm Ái Dục trong Kinh Pháp Cú. Đây là câu chuyện về các tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại tiền kiếp đó, Ngài phạm tội bất hiếu với cha mẹ. Để được lên cõi trời mà không phải xuống địa ngục, Ngài đã tích cực phát tâm Bồ Đề. Qua câu chuyện này cho thấy rằng việc phát Bồ Đề tâm một cách chân thành là điều cần thiết. Nếu chúng ta muốn gặt hái những thành quả từ công đức to lớn, khiến nghiệp chướng của chính mình tan biến, cách để thoát khỏi địa ngục. Cuối cùng, việc giải thích cặn kẽ địa ngục là gì, thì chúng ta đúc kết lại rằng nó thật sự tồn tại theo quan điểm Đạo Phật nói chung. Chúng ta cũng có thể thấy được sự khủng khiếp khi phải rơi vào một trong 18 tầng địa ngục là như thế nào. Vì vậy, là Phật tử, trách nhiệm của chúng ta là tuân theo lời dạy của Đức Phật và ngăn chặn những mầm họa có thể đưa chúng ta đến nơi tối tăm. Buổi kể chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Chúc các bạn sức khỏe và thành công nha.